Kính chào quý khách hàng. Thì thời gian vừa qua là rất là nhiều khách hàng đang băn khoăn lựa chọn giữa con micro SEV7 của hãng SE Electronic. Giá cửa hàng em đang bán ra bản màu chrome là 3,1 triệu, màu đen sẽ là 2,9 triệu, và con Shure Beta 58A. Thì mình nên chọn con nào và sự khác nhau giữa hai con này nó là cái gì? Thì hôm nay em sẽ làm cái video này so sánh cho mọi người nghe. Tiếng mọi người nghe em thu qua cái bộ dàn loa sẽ là CAS, model là SG12. Tiếng em đang nói bên ngoài nha mọi người, nói như bên ngoài như thế nào thì nói vào micro là như vậy ha. Tiếng thu trực tiếp bằng iPhone nha. Con vang sẽ là CAS Q10+, màu vàng chanh, hấp dẫn không? Con đẩy sẽ là con đẩy thần thánh Win 28. Con này là đang cháy hàng nha mọi người, đang chờ lô hàng từ nước ngoài chuyển về, chứ hiện tại bây giờ là đang sạch sành xanh rồi ha. Thì hôm nay em sẽ so sánh với hai cái con này. Hai con này video mở hộp đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Cả hai giống nhau đó là gì? Cả hai đều là loại Dynamic, tức là loại cắm trực tiếp vô đây chơi luôn ha. Cắm trực tiếp vô. Micro volume em đang dùng là 28 nha mọi người, 28 nha. Micro là 28, rất là to, bự chà bá luôn ha. Tiếng hai con là đều như nhau nha mọi người. Nè, đều như nhau đúng không? Mọi người nghe đâu có khác nhau gì đâu đúng không? Bây giờ mình muốn khác được không? Cũng không được. Bởi vì con vang này nó chỉ có một cái volume mic chỉnh. Do đó mình so sánh giữa tiếng con này với tiếng con này, mọi người nghe tiếng em nói đó, như nhau đúng không? Thành ra mình đừng có nghĩ là con này nặng hơn con này hay con này nhẹ hơn con kia. Nó là như nhau ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cả hai đều là Dynamic, em mới nói rồi. Cái thứ ba, cái con SEV7 em đang nói đây nè, cái đáp tuyến của nó đó, nó rất là cao, nó lên tới 19 kg rồi. Tức là nó bắt những cái tần số cao rất là tốt. Tại vì giọng em là nó trầm nên nó không có đủ những cái tần số cao, những cái giọng mà ca sĩ chuyên nghiệp hoặc là những ca sĩ nữ á, giọng rất là tốt. Quất cái con này vô là phê liền ha, nghe là lên tấn trên kia luôn. Còn cái con này đáp tiếng của nó chỉ đến 16 kg thôi ha. Đó là những cái khác nhau. Thế thì cái con này nó hay không? Cái này cả thế giới người ta đánh giá ha. Cả thế giới người ta đánh giá rất là tốt, chứ không phải em ngoài em cưa bơm, không phải hàng mình bán mình khoe. Còn Shure này thì khỏi khoe, bởi vì nó không có đến lượt mình khen nó vẫn nổi tiếng từ xưa tới giờ. Mọi người nghe thích con nào? 679 SEV7, 679 Shure Beta 58A. Em sẽ cho một tí vợt lên ha. Tại sao dạo này em thường hát hay em thường hát toàn bộ đều là vợt? Bởi vì hát reverb á, nghe dễ cảm nhận hơn là cái thứ nhất. Thứ hai là em không có khoe giọng. Mục đích chính của em là em livestream, em quay video để em bán hàng, em giới thiệu sản phẩm, chứ không phải em khoe giọng hát. Giọng hát của em dở hạch mà có gì đâu khoe, đúng không mọi người? Thành ra quý khách hàng đừng có bảo là mày nên đi học lại lớp thanh nhạc. Tại vì có khách hàng comment trên kênh á, nói em là nên học lại một khóa ha. Thì ok, học thì chỉ tốn tiền thôi mọi người. Em đam mê giới thiệu sản phẩm, em bán hàng, chứ em đâu có mê hát đâu. Em sẽ cho một tí reverb, nó sẽ rơi vào khoảng 38, 679, 679 SEV7, 679 Beta 58. Khác nhau hoàn toàn nha mọi người. Nghe tiếng là khác nhau hoàn toàn nha. Nhưng mà cái nào hay hơn, cái nào dở hơn không trả lời được, bởi vì mỗi người có một sở thích. Bây giờ em sẽ hát chay một vài câu nha mọi người, sau đó mình vô nhạc xem như thế nào nha. Đầu tiên sẽ là Shure Beta 58A. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi, những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi. Đây là Shure Beta 58A nhé. Và đây là SEV7. Tiếng bên ngoài như nào? Tiếng vô mic nó như vậy nha mọi người. Thôi qua iPhone nha, đừng có nghĩ thằng này làm tầm bậy tầm bạ nha. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi, những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa.
xa xôi. Mọi người thích cái nào? Thật sự nghe là thấy khác nhau nha, nhưng mà thích cái nào là tùy sở thích của từng người nha. Rồi bây giờ thì em sẽ vô nhạc hát cho mọi người nghe. Hát chay là nghe rồi, bây giờ vô. Vô lên mic là vẫn không đổi nha mọi người, 28 nha, là tiếng rất là to, nó to chà bá rồi đó. Cả hai đều là volume bằng nhau nha, mình có muốn thay đổi cũng không được nha mọi người. SMV7 trước nha. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi, nhưng đêm buồn nhìn về dĩ vắng xa xôi, đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao, tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chim bao nhớ thương ôi là nhớ. Lúc anh ra từ chiều vây cuối trời, nhìn hoàng hôn rơi nắm tay anh buồn khẽ nói, mình yêu nhau mãi suốt đời nghe anh, chiều kia sẽ vơi vạn màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa và đẹp như ước mơ. Mọi người nghe tiếng như thế nào, mọi người thấy thích con nào? Thật sự là mình nghe tại hiện trường mình thấy sự khác nhau rõ ràng nha. Cái con Beta 58 này em cảm nhận, em thấy rằng là cái độ sắc nét, dùng từ cái độ sắc nét, mình cảm thấy tiếng nó đanh. Còn cái con SMV7 này mình cảm thấy tiếng nó đầm. Thứ nhất là nó đầm, và cái phần trầm đó em thấy nó rất là rõ, nó bắt cái âm trầm rất là rõ và không hề mờ ha, rõ không hề mờ. Và cái dải treble của nó là em thấy là nó cảm giác là nó đầy tiếng, nó đặc tiếng, chứ nó không phải là nó mỏng và nó bén. Nó có hai sự khác nhau nha mọi người. Em cảm thấy cái Beta 58 này nè thì nó phần treble nó mỏng và nó bén. Còn cái con SEV7 này em cảm thấy cái phần treble nó dày. Nó dày chứ nó không phải là nó mỏng lét. Đó là sự cảm nhận của cá nhân em tại cái khu vực ở chỗ này qua cái bộ dạng setup như vậy. Mọi người thấy có thích không? Thích thì cho em một like nha. Thích cái con Sure thì cũng cho em một like, thích SEV7 thì cũng cho em một like. Cả hai là giá trị nó hoàn toàn khác nhau nha. Shure Beta 58 là 4.3 triệu, giá hiện tại ngày hôm nay, giá thay đổi tùy lúc, tùy từ thời điểm, mình không thể nào kiểm soát được. Còn cái tai chờ rơm như vậy nè, của SEV7 thì giá bình thường nó sẽ là 3.1 triệu, còn tai màu đen nó sẽ là 2.9 triệu. Đó, nó sự chênh lệch rõ ràng đúng không mọi người? Chất lượng tiếng mình cảm thấy nó cũng khác nhau hoàn toàn rõ ràng. Thì mỗi người sẽ có một sở thích và phù hợp với lại cái chất âm của mình. Thì những khách hàng mà giọng trầm đầy thì mình nên chơi Beta 58, em cảm thấy là nó sẽ hợp hơn. Còn những khách hàng mà giọng tương đối nam mà tương đối mỏng tiếng, đa phần là nam thích cái con này hơn nhé. Đa phần em thấy đa phần nam là thích cái con này hơn. Còn nữ thì em cảm giác là người ta lại thích cái con Sure này hơn. Bởi vì hát vô bắt, em thấy bắt hát vô phát là tiếng nó bay ra sắc như dao ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Thấy thích thì cho em một like nhé.